Chào các anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉnh đồng tâm và độ cao của khuôn hàng siêu âm máy may ha. Thì như trong video thì mình đang thấy là cái khuôn hàng này nó đang bị nghiêng qua một bên và chiều cao thì là nó không cái bằng so với mặt bằng ha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉnh này. Rồi, vì bên dưới cái khung hàng siêu âm này thì nó sẽ có ba con ốc M6 là ốc âm giữa cái bộ xoay và cái thanh rung. Còn ba cái ốc M8 là để có công dụng là để nó nâng cái thanh rung lên, gọi là ốc 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 đội á. Thì mình sẽ xả ba ốc âm này ra. Đó, xả hết ba con ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ tăng tăng ba cái con ốc M8 này lên, gọi là ốc đội á. Chúng ta sẽ vặn tăng tăng đều nha. Chúng ta vừa vừa vặn vừa xoay cái khuôn cho sao cho nó đều. Sau khi vặn xong thì anh em sẽ nhìn trên cái mặt khuôn và vừa vừa xoay để coi thử coi nó có bị bá vô thành không, với lại chiều cao thì nó bằng so với mặt bàn là được. Rồi sau đó thì chúng ta siết ba ốc âm lại, siết đều tay nha. Rồi và sau đây thì sẽ tới cái bộ con lăng hàng siêu âm nha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tháo và lắp nó nha. Trước tiên thì bên tay phải thì nó sẽ có cái bạc đạn, gọi là bạc đạn lệch tâm ha. Mình sẽ tháo cái miếng ốp bên tay phải ra. Theo như anh em thấy thì chính giữa nó có một cái bạc đạn là không có đồng tâm ha, là để mình để chỉnh độ nghiêng của con lăng á. Rồi tiếp theo là tới cái bánh xích. Đây là cái con lăng hàng siêu âm ba đường răng. Chúng ta thường thường sử dụng nó trong cái may áo phẫu thuật hay là may túi vải không dệt ấy. Thì nó có ba đường hàng ha. Nếu mà muốn cái tỷ gì thì em cho anh lại để ta đánh luôn.
Rồi, sau đây là cách lắp đặt vô ha. Trước tiên thì mình đưa con lăn vào, thì nó có một cái đường rãnh á, ta nhét cái ống bi này vào. Đó, nó có một con ốc âm để giữ cái con lăn lại ha, mình siết cái con ốc lại. Rồi. Tiếp theo là bánh xích, thì rồi chúng ta chú ý ở cái phần cái bạc đạn lệch tâm này nè, cho nó nghiêng hẳn về phía dưới cái phần phần dựa vô con lăn á, là cho nghiêng hẳn qua một bên, chứ không thì nó sẽ không đều, con lăn nó sẽ không đều, may ra thì sẽ bên đậm bên nhạt ha. Sau đó chúng ta siết ốc. Tiếp theo mình sẽ mở máy lên và test thử cho anh em coi. Rồi, chúng ta hạ con lăn xuống. Rồi, theo như anh em thấy thì mình may cái đường may của mình đấy, thì cái đường bên tay phải thì nó đậm hơn bên tay trái ha. Thì chúng ta có cách khắc phục là mình sẽ xả con ốc âm này ra, xả con ốc âm chỗ cái bạc đạn mình lệch tâm á. Rồi, xả con ốc nó ra. Sau đó chúng ta dùng giác 6 ha, giác 6 ta vặn cái bạc đạn lệch tâm đó cho nó nghiêng qua bên phải. Đó. Sau đó may lại. May lại một lần nữa coi như thế nào. Nó rất là dễ chỉnh luôn. Sau khi mà mình vặn cái bạc đạn lệch tâm đó cho nó về giữa thì là ba đường hàng chúng ta đã đều rồi ha. Đó là cái cách, đó là cái cách chỉnh con lăn hàng siêu âm. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video nha.